Điện tử Anh rất xin mến chào đại gia đình Nam Em Thanh và yêu cát nhá. Các bác và anh em thân mến, chỉ còn hơn một tháng nữa thôi thì cả nước chúng ta cùng nhau đón một cái Tết cổ truyền tràn đầy ý nghĩa, hạnh phúc và vui vẻ. Tết đến xuân về, nhà nhà người người được sum họp bên nhau, chúc tụng nhau bằng những câu tốt đẹp nhất, cũng như là lưng ly chúc mừng nhau. Vợ được gặp chồng, chồng được gặp vợ, bố được gặp con được gặp bố, ông bà được gặp các cháu. Thì đây là cái truyền thống tốt đẹp, cũng như cái cớ để mọi người được xích cận bên nhau, tâm sự với nhau, chia sẻ với nhau cả một năm khó khăn vất vả cũng như là niềm vui. Thì trong buổi trưa ngày nay cũng rất may mắn là anh Nguyễn về được những cặp loa JBL cao cấp thôi nhá. Những cặp loa này đến từ hãng JBL, có một tên là SX712, một dòng loa luôn biết chinh phục những đôi tai khó tính nhất, những đôi tai vàng và những dòng xa khó tính nhất đều khâm phục khẩu phục, bởi vì độ chi tiết, độ mềm mại, độ sắc cạnh cũng như là rộng rãi của nó. Thì đây là những cặp loa 712 sở hữu một bát 30 leo và tép kèn leo. Thì dòng loa này các bác nghe được xuyên sâu cái dòng nhạc như là giải cao, giải trung âm nhá. Đồng thời khi hát ok cho dòng ca thoáng bay rộng rãi, thì ngày nay em về được ba cặp loa JBL có một là 712, cũng như là một cặp loa huyền thoại mà có rất nhiều bác muốn săn đón. Bởi vì sao? Cái mức đầu tư nó thấp thôi nhá. Bây giờ em đi sâu một chút này. Đây là cặp loa 712. Thì cái dòng loa này em về với nhá thì thiếu được shop rồi. Đấy, nếu mình có được shop lắp cái loa mới rồi, thùng gỗ và sơn dần nhựa, còn nguyên cả tem cào nhá, cái logo đỏ ao này, thành chưa xuất sắc một chút nào luôn. Và dòng loa thiết kế cực kỳ nhỏ gọn, phù hợp cho những không gian vừa và nhỏ nhá. Ví dụ các bác ok thì chơi cặp loa này rất hay, có thể để những cái kệ, cái giá nhá, treo tường hay ok không nhá. Con này sản xuất tại Mexico, SX712, bát 30 leo, củ từ to nhá, chép kèn leo, chép là 2341 đấy, 2265 FL, có hai chiếc bánh, một tập bát size 2BA, đẹp xuất sắc luôn nhá. Về ba cặp thôi. Nói chung loa của em thì đôi nào không thêm nhá. Đã về anh Nguyễn là phải zin, phải đẹp, chắc chắn. Công suất của nó là 800W. Tuyến là 70Hz, đến 20Hz. Đấy. Và dòng loa hát hay, trưng bày đẹp. Và nghe tiếng rất là chắc, gọn, đồ săn, đẹp lung linh. Hàng rất là hiếm nhá. Đây cặp loa mà em là phải tuyển chọn một cách kỹ càng, không có một sai sót gì. Về vấn đề thùng thành nhá. Về thùng thành này, về khổ hát, củ thêm. Đấy. Tất cả e căng, còn đóng liếng nhá, còn cả mút nhá. Nếu cái loa cũ qua mất mút rồi, phải mút được luôn. Ba cặp thì giá bây giờ em đang bán với giá rất tốt luôn nhá, 34 triệu một cặp. Chỉ còn loa đẹp này nhá. Nếu các bác mua cặp loa rẻ hơn thì có thể nó xấu hơn nhá, thì nó rẻ hơn được một vài triệu. Thì đấy là cái loa bãi và đặc biệt loa bãi Mỹ nhá. Nó chỉ nhận nhau một vài triệu là bình thường, nhưng mà những đôi loa đẹp hơn thì bao giờ nó phải cao tiền hơn. Với tiền nào của đấy nhá, thì em khẳng định đây những cặp loa xuất sắc. Bây giờ chọn một cách kỹ càng, kỹ lưỡng. Khi bác mua về thì gần như là không phải phàn nàn công việc gì nữa. Rồi đến cái cặp loa TR125, giờ trước em về được mấy đôi cũng bán hết rồi nhá. Con này tiếp tục về cặp nữa. Con này thì là sử dụng 1 bát 40, một tép kẹt. Đấy, thùng của nó thùng gỗ bọc da rất là đẹp, đến kít kịt luôn nhá. Tiếng hay, âm mực rộng, thép lẩy, hát cao kê hay. Thì đôi này là một đôi loa có thể nói là rất là chạy, bởi vì một nó không nhiều nhá, thứ hai là hình thức nó đẹp, hình thức đẹp, âm nó thì không chê được luôn. Đây là 125 nhá, giá của em cũng có là 15.500.000 đồng bao ship. Là con đôi này là 34 triệu bao ship nhá. Đấy, công suất của nó là 250W cho đến 500W. Đây là vậy. Đấy, da của nó chưa bị vỡ lổ gì cả, tất cả là tình trạng xuất sắc. Con này nó hay cái đúc sẵn cho bác một cái phễu kèn đây, vặn cổ thép vào xong luôn nhá, từ đen. Và trước buổi sáng nay thì em test cái một chiếc đẩy liên vang này cho một bác ở trong miền Nam. Đấy, em test một con đẩy liên vang luôn nhá cho bác Sơn.
Bác Sơn ở trong Bến Tre nhá. Đấy, Bến Tre. Và test một cái bộ micro của Multimity 38338 vào con lực tiếng với nhá. Em để sẵn đấy rồi. Mic Multi có một điện là KG38, con này hát cực phê nhá. Giá chỉ có 3 triệu rưỡi con thôi. Hạt hay lắm nhá, hàng chính hãng. Rất xuất sắc. Đấy thì hôm nay em về được 3 đôi loa JBL có một điện là SX712. Giá hiện tại nhá là 34 triệu. Em bao đẹp xuất sắc với nhá. Như là mới luôn. Đấy. Đôi loa TR25 này giá là 15 triệu rưỡi. Còn đẩy lên vang thì em bán gấp là giá là 6 triệu rưỡi nhá. Đấy, mic thì 3 triệu rưỡi. Các bạn nào có nhu cầu về lắp đặt bộ hát hoặc mua riêng lẻ thì liên hệ với anh Nguyễn theo số máy 0936 583 100. Anh Nguyễn giao hàng Hàn Quốc nhá. Em chào các bạn ạ.